Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của ô tô Fun. Bây giờ cũng là thời điểm giáp Tết rồi thì nhu cầu mua sắm xe ô tô để đi chơi Tết, để đi về quê hay là để đi cho nó oai, nó sang, nó đẹp đang tăng rất là cao. Và ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn một chiếc xe cũ nhưng mà sự thương hiệu rất là sang, đó là Porsche. Và đây là chiếc Porsche Macan đời 2015. Phải để bỏ hơn 2 tỷ không mua xe mới mà lại đi lựa chọn một chiếc Porsche cũ thì chúng ta được những cái gì? Đầu tiên phải nói đến cái ngoại hình. Ngoại hình của xe Porsche rất là khác biệt so với những cái xe phổ thông. Nó thể thao, nó cá tính, nó có một cái chất gì đấy nó rất là mạnh mẽ. Ví dụ các bạn ở đây, thiết kế cụm đối tản nhiệt bên dưới nó đẹp, nó thể thao và trông rất là hầm hố. Đây là điều mà rất ít những chiếc xe trong tầm giá 2 tỷ đồng có được. Đối với Porsche thì chúng ta vẫn chỉ có thể sở hữu được một chiếc Macan bản bay. Tại sao tôi lại nói là bản bay? Bởi vì các bạn có thể nhìn ở đây, cô bành này trông thiết kế cũng đẹp thôi nhưng mà kích thước khá là nhỏ. Kích thước ở đây chỉ là 18 inch, trông nó vẫn còn hơi bé so với cả cái form bánh xe của chiếc Macan đời 2015 này. Nếu như chịu khó bỏ thêm khoảng 200 triệu nữa, hơn 200 triệu nữa thì chúng ta có thể sở hữu được một mâm 20 inch và 21 inch, thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Còn đây, một chi tiết khác nhận biết, đây là Porsche Macan bản về trường, đó là xe không có camera 360, chỉ là gương cầm điện thông thường thôi. Một chi tiết khác khá là ấn tượng trên Porsche Macan đời 2015, đó là thiết kế cụm đèn pha phía trước. Ở trong cụm đèn pha này, chúng ta vẫn có bi cầu và bóng halogen. Tuy nhiên, thiết kế của nó thì lại rất là đẹp và cực kỳ lâu lỗi thời. Nằm dưới nắp capo của Porsche Macan đời 2015 đó là động cơ i4 dung tích 2.0 lít. Động cơ này được sử dụng tăng áp cho công suất khoảng 237 mã lực. Và mặc dù có công suất khá là cao nhưng mà nó sẽ cho là khả năng tiêu thụ nhiên liệu khá ổn khi mà hãng công bố chỉ là 7,2 lít cho 100 km. Tức là với bình xăng 65 lít, chiếc Porsche Macan này có thể đi gần 1.000 km mới cần phải đổ lại đầy mình. Phần đuôi xe luôn là một trong những cái điểm hấp dẫn của các mẫu Porsche nói chung và Macan nói riêng. Mặc dù mang một thiết kế khá là bầu bĩnh nhưng mà trông vẫn rất thể thao. Đấy là cái sự tinh tế của các kỹ sư Porsche. Ở phần đuôi xe của Porsche Macan 2015 thì chúng ta có cụm đèn hậu LED. Khác với phiên bản mới ra mắt hồi cuối năm 2018, nó có thêm một cái giải đèn LED đặt ngang như này trông đẹp hơn. Thì đời 2015 chúng ta vẫn có cửa cụm đèn tách đôi theo kiểu truyền thống. Ở phía trên này có cụm cánh lướt gió được sơn màu đen và có tích hợp cả đèn phanh. Phía bên dưới chúng ta có cụm ống xả kép và các khe lướt gió cho phần gầm xe. Các chi tiết thiết kế động học này nó ít có tác dụng khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường Việt Nam, nơi mà giới hạn tốc độ chỉ khoảng trên 100 km/h một chút. Nhưng mà nó bù lại sẽ làm cho chiếc xe trông thể thao, đẹp hơn và cao cấp hơn. Sau khi bước vào khoang lái của chiếc Macan thì tôi thấy là chiếc xe này đã chạy được khoảng gần 4 vạn km, 4 năm và 4 vạn km. Tức là người chủ cũ sử dụng chiếc xe này cũng khá là đều đặn, khoảng 1 vạn km cho 1 năm. Và sau 4 năm thì cực kỳ bất ngờ, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy cái vô lăng này đây. Chất liệu da còn rất là căng, nó gần như là không có cái dấu hiệu nào của cái sự mài mòn hay là dấu vết sử dụng cả. Các chi tiết ốp kim loại này giỏi lắm, thì các bạn có thể soi được những cái vết xước lông mèo rồi. Còn lại trông nó rất là đẹp. Đấy, gãy số nằm sau vô lăng được đúc bằng kim loại, rất là đẹp và chắc. Và chắc chắn bạn cầm vào nó rất là sướng. Như các bạn có thể thấy ở đây thì do là bản bay nên là cái bảng khu vực điều khiển trung tâm của con Macan này nó vẫn còn để trống khá là nhiều nút. Ghế là loại ghế kết hợp giữa da và nỉ ở giữa này. Sau 4 năm sử dụng và 4 vạn km mà cái lớp da này nó vẫn còn rất là đẹp, rất là căng. Nhưng mà như nhiều chiếc xe khác sử dụng cũng là da đấy, nhưng mà là kiểu da nó không được cao cấp thì sau từng ấy năm thì ít nhiều nó cũng sẽ có nhăn. Nhưng mà chiếc Macan này thì các bạn có thể thấy ở đây, gần như là rất khó tìm thấy những cái vết nhăn dấu hiệu xuống cấp. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình LCD hơi nhỏ nhưng mà cũng chấp nhận được so với một chiếc xe ra mắt từ 2014 và thuộc đời 2015 như là chiếc Macan này.
Ở đây chúng ta có hệ thống loa này, hình như là theo tôi nhớ bản đây là sẽ không có option loa Burmester, đây chỉ là loa thường thôi. Ở trên này thì có một loạt các nút bấm khác cũng cực kỳ mới, có lẽ là do chủ nhân cũ của chiếc xe này ít dùng. Một chi tiết khác mà tôi thấy khá là dở trên chiếc Macan bản bay này đó là mặc dù là xe đắt tiền, xe hạng sang đấy nhưng mà ghế phụ thì vẫn phải chỉnh cơ, khá là khó chịu và bất tiện. Là một chiếc xe có kích cỡ gần xem BMW X3, Audi Q5 hay là Mercedes GLC, nhưng mà ngồi hàng ghế sau của Porsche Macan nó có cho cảm giác là hơi đứng và chật, hơi thấp một chút. Cũng và thôi, vì ngoài đời trong chiếc Porsche Macan nó cũng không phải là một chiếc xe quá to lớn, quá hành tráng. Nó là một mẫu SUV nhỏ gọn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển lộn lách trong phố mà. Và một chi tiết mà tôi thấy khá đáng tiếc, bởi vì mặc dù là bản bay thôi nhưng mà thương hiệu Porsche này, Macan định vị phân khúc cũng là SUV hạng sang nhưng lại không có cửa sổ điều hòa cho hàng ghế sau. Vào mùa hè ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội này, nếu như mà hệ thống điều hòa đằng trước nó không đủ mạnh thì khi mà đi di chuyển giữa tiết trời nóng nực, người ngồi hàng ghế sau sẽ cảm thấy khá là nóng bức đấy. Ở giữa đây thì chúng ta vẫn có bệ tỉ tay với hai cái giá để cốc cực kỳ cơ bản, nhưng bù lại thì da rất là mềm. Ở một số xe khác thì cái phần này nó làm da rất là cứng nên là người ngồi giữa này sẽ tương đối khó chịu. Rồi, vậy thì bỏ hơn 2 tỷ đồng không mua xe mới mà lại mua chiếc Porsche Macan này thì có phải là sai không? Cái đó thì cũng khá là khó nói, bởi vì tùy thuộc vào sở thích và cảm nhận mỗi người. Porsche Macan có những thứ mà Mercedes GLC hay là BMW X3 không có, nhưng bù lại khi mua một chiếc bản GLC mới hay là X3 mới, chúng ta sẽ có thể sở hữu được nhiều công nghệ hơn, nhiều chi tiết hiện đại hơn chiếc Porsche Macan bản bay này. Còn các bạn nghĩ sao về việc bỏ ra 2 tỷ mà chỉ có thể mua được một chiếc Porsche Macan bản cơ sở? Hãy cho chúng tôi biết ở comment ở phía bên dưới. Còn cuối cùng đừng quên ấn like và subscribe channel YouTube của Autofun. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.